Những cửa hàng, shop nhận order đồ hiệu cũ ký gửi đồ hiệu second hand ngày một nhiều và phổ biến, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ mình mong muốn. Người Nhật nổi tiếng là một trong những dân tộc có khả năng giữ gìn đồ rất cẩn thận, vậy nên hầu hết các mặt hàng second hand ở Nhật vẫn có chất lượng tốt. Cách chọn những cửa hàng đồ cũ, web bán đồ hiệu cũ chất lượng trên Yahoo Nhật. Tóm tắt bài viết 2, một những lý do nên mua đồ second hand, hai kinh nghiệm mua hàng hiệu cũ. Đồ hiệu second hand ở Nhật giá thanh lý còn đẹp, ba vậy kiểm tra bằng cách như thế nào, bốn kiểm tra xem đây là đồ hàng hiệu authentic cũ hay fake, năm shop Nhật Việt chuyên tư vấn kinh nghiệm mua sắm hàng hiệu second hand và cung cấp dịch vụ mua hộ khi đấu giá tại Yahoo Auction, những lý do nên mua đồ second hand. Chấm, chất lương không thua kém gì hàng mới, tiết kiệm tiền của, tìm được đồ độc lạ và chỉ duy nhất. Hiện nay do nhu cầu và thị trường đồ hiệu second hand ngày càng mạnh mẽ nên không chỉ là các món đồ bình thường hay local brand mà Chanel, Dior, LV cùng rất nhiều món đồ hiệu cao cấp khác cũng được mang đi bán và mua lại một cách rất bình thường. Giả sử như bạn bỏ ra một số tiền từ 30 40 triệu để mua mới một chiếc túi hàng hiệu thì khi mua cũ phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà chỉ mất khoảng trên dưới 20 triệu hoặc đôi giày mua mới khoảng 10 triệu thì mua hàng 2 Andy có khi chỉ khoảng 2, 3 triệu là bình thường, mà tình trạng của chúng tại thời điểm mua đều như mới không dưới 90%. Hàng hiệu second hand rất được ưa chuộng, thị trường hàng hiệu second hand đang dần thành nền công nghiệp tại Nhật Bản với giá trị thị trường có thể đạt mức 200 tỷ yên, gần 1. 9 tỷ đô la Mỹ, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn mua đồ cũ ở Nhật qua website paypayflieaakit.yahoo.co.jp -E bán đồ cũ đơn giản, kinh nghiệm mua hàng hiệu cũ. Đồ hiệu second hand ở Nhật giá thanh lý còn đẹp, một tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm, tìm hiểu kỹ trước khi mua là chìa khóa để mua hàng second hand thuận lợi. Nên tìm hiểu thật nhiều trang, blog và diễn đàn để đánh giá, so sánh với các web bán lại nhằm đảm bảo mua được sản phẩm yêu thích với mức giá hợp lý bạn vẫn có thể mua đồ theo xu hướng nhưng với chi phí thấp hơn hai tìm mua từ người bán uy tín đây là một trong những bước quan trọng nhất để chúng ta đưa ra quyết định có nên mua hay không mua vì rất nhiều trường hợp lừa đảo qua mạng nhằm chiếm đặt số tiền cũng như món đồ của bạn những người bán hàng uy tín thường cung cấp rõ thông tin cần thiết và hình ảnh ở mọi góc độ và nếu bạn đầu tư một sản phẩm thời hàng hàng hiệu thương hiệu xa xỉ với giá vừa phải, hãy nắm rõ chính sách hoàn trả để biết mình nên làm gì nếu gặp điều bất ổn, vậy kiểm tra bằng cách như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ vào website hoặc trang cá nhân của người bán, ở đó các bạn sẽ tìm thấy những thông tin cơ bản về họ ví dụ như họ tên, số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ shop nếu có vì một số người bán online. Sau đó tôi sẽ dựa vào lượng tương tác của website đó với khách hàng của họ như lượng view, like, share, comment. Lưu ý rằng những điều này cũng chỉ đánh giá một phần nhưng nếu lượng tương tác cao kéo dài trong một khoảng thời gian dài thì càng uy tín hơn.